Diễn ngồi xuống này đi nha. Đi nào. Qua về đây tại giấc đâu? Qua. Đây khu giấc bên đây mày bị đi đây. Đây. Thì cảnh em khác ở nhà nhá. Đi à. Em khác ở nhà ư? Tại bị đây. Thì mày chạy nhá. Ừ, ta chỉ thay lại được. Nó chạy đây. Đi nhanh. Gì mày quên đây?
xuất thành hàng hóa. Các ngành nghề khác phát triển chậm, tình hình an ninh. Các đồng chí phụ trách các nội dung, các tổ trọng tài làm nhiệm vụ đề nghị các vận động viên chơi các môn thể thao chủ động di chuyển về các khu vực diễn ra nội dung để tham gia chương trình cho buổi sáng ngày hôm nay. Thank you.
lần thứ 7 nào. Bắt. Lần thứ 7 nào. Trời ơi. Rồi, lần thứ 9 nào. Ôi rồi ôi, nào. Nào lượt cuối này, khuyến mại này. Lượt cuối khuyến mại 4 tiêu nổ bắp. Đi. Mở cửa rồi. Chị à. Ôi. Ngoài cơ. Cái dép để ở đây. Ta mẹ mẹ cái dép ra ta. Ta mẹ mở cửa đây. Cúi đầu xuống mẹ mở cửa nhá. Ta lên. Hố đây. Cái đề khoan rồi đó, ăn cái này thôi chứ. Ừ. Đấy, ăn đi. Anh mới chịu, em mới thử. Nhanh chóng à. Không thật chậm. Ngon không? Mày phiết luôn đây. Ngồi đây. Bên ơi.
Nè, em ăn một đoạn nè. À đó. À hết là bốn. Sao nhìn quả người ạ? Nhìn. Nhìn. Sao quả này? Ơ toàn. Hả? Sao? Phiền. Biết. Hòa về. À hết cái này mày là mù à? Lau tay. Đi ngủ đi, cho chơi ngủ đi, rồi cứ đào. Dạ, mày cứ đào đi, để mẹ. Thank you.
Khoan để mẹ đó không? Để mẹ tẩy dép cho này, tẩy dép cho sau là bì đấy. Về đây là em ơi, tẩy dép nào em nè, tao không kéo đi mà nhanh lên mà
đây. Ừ. Ra bưởi đây. Ừ. Đây. Đi vô bưởi. À, qua lên đây mà chi này. Lên đây. Mày đi đâu? Chào cho em ăn à? À chào.
Đi đâu? Đi đâu? Em là chào cho em nhé.
chồng ngủ à? Cơm ơi, dạ cơm ơi. Ủa điêu rồi. Chậm ồn mê rồi. Em khá ăn ạ. À chị em mình bố chị cho nhá. Em khoan này, khoan cho chị. Bây giờ mà bì ra, đây. Nhắm ăn. Ăn. Nồi thì mày bóp á.
thằng nào lớn hơn? Bằng nhau ạ. Mở cửa đi, mở cửa đi. Chăm.
Đây ra cho nào. Mẹ ơi. Đây. Mày cởi nha. Đây, Hoa. Mày cởi giết à? Mày đây, em ơi. Bà phụ chở mà mới không?
Ta rồi. Em ở đây ăn nữa. Ở đây. Mày đi rửa cái này đã.
ăn được. Hát tiện hả? Đi đâu? Hả? Đi đâu? Ha ha ha!
Dạ cơm đây ơi. Thì lô, về đây lô, về ăn cơm không? Ăn cơm lô. Đây, mình sáng chứ tạo này. Mình sợ ăn tát nhé. Được mua má? Mời chếp. Nó ấn cho tao hú đó. Đó, ăn cơm ạ. À, chị ơi, à Hàn nhé. À công đi. À công nhá. Chị Hàn à. Thôi. À công đi. À bàn tát đi. Uống nước không? Em ăn mày đồ lâu. Chăm ơi. Ừ, ăn mày đồ à. Chồng ơi, tao ác thì mày dọn mâm luôn. Mẹ lại mua ra.
Thank you.
Chân. Quên lên, chậm. Quên lên, chậm. Quên lên, chậm. Quên lên, chậm.
bún cho chảy bún nha bún lẹm nha mẹ nha bún chảy bún chưa I know.
đi lau tay rồi, từ từ từ. Cầm cái gì? Cầm ngồi ở đây ăn cơm không? Em đi ngồi ở kia trước đi, để mua rau nè. Đi. Đi lên. Cơm đấy sang thế à? Anh chị ăn cơm đi. Mẹ ta. Mẹ ơi ăn rồi coi cho cơm đó. Ăn cơm rồi. Gì đó? Gì con ta giống. Hả? Ăn cơm ai hả? Em ăn cơm đua.
Yeah.
giao hồi quá. Mua bánh trái là giao hồi quá. Không mà mới đuổi là chịu hết. Cái này nhiều. Cái 1.000 một củ đấy. Ừ, mua cái này 1.000 hả? Bé quá. Hai tả ừ, thích lấy của bé. Cái này cũng 1.000 thôi thì cái này. Cái này cho bữa. Có mình dạn. Cái này nè. Không mà mất giá. Nó thì mất giá. Cái lúa. Mà đi rửa này các em à.
cái đây ăn đó. Cái đây để bạn này. Đâu? Châm. Châm. Mày hoa. Chua. Mày. Hả? Em ở đây mày đi luộc khoai cho à? Ừ. Nom nom nom. Em khoai không? Em khoai. Là mùi đấy. Mẹ tủa. Tủa đâu? Đi đâu? Cầm dao đi. Đâu, đi đâu? Cầm nhá. Đi kia. Đi, đi lại sàn mà. Em hoán thôi thôi ạ. Đi, làm đứa đi. Chào để mẹ em ở cái đôi nhá.
mẹ cơm đây. Qua. Qua đây, qua đây. Cho mẹ cơm đây. Mẹ cơm có thế. Ăn hai cái để hai cái cho em chấm à. Chấm rồi. Chấm rồi. Mẹ ơi kia. Nè. Chấm cho cái. Ăn. Con này bóp này. Đây. Done.